Hello, xin chào quý anh chị, chào mừng quý anh chị đã quay trở lại với kênh Anh Thi Bất Động Sản Khánh Hòa. Thì tiếp tục cái quá trình đi review bất động sản thực tế hôm nay, thì em sẽ đưa cho anh chị đi xem một lô đất ở Vĩnh Ngọc, cách bờ kè sông Cái chỉ khoảng 50m thôi, rất là gần nha anh chị. Cái đây là con đường đi ra lại bờ kè đường Liên Hoa sông Cái đây. Thì từ đây mình đi ra lại đường Liên Hoa là khoảng 50m thôi anh chị, ô tô đi vào tận nơi nha. Đó, con đường trước mắt anh chị nè, là con đường này rộng khoảng 5m này anh chị, rất là rộng ha. Đó, con đường là kết nối vào lô đất luôn. Đó, khu này thì dân cư sầm uất rồi anh chị, khu này thì dân cư rất là sầm uất rồi. Đó, đây là con đường mà đi vào lô đất. Đó, nhưng mà trước khi mà đến với cái thông tin lô đất á, thì anh chị nhớ cho em xin một like, một đăng ký nha, coi như đó là cái động lực để giúp em đi quay thường xuyên hơn. Em cảm ơn anh chị rất là nhiều luôn. Đó, khu này thì dân cư sầm uất rồi anh chị. Đó, cái bờ kè sông Cái thì đang làm. Những anh chị nào mà vừa rồi có coi cái video flycam của em á, thì anh chị có thể thấy là cái bờ kè rất là đẹp anh chị, và cái giá trị đất khu vực này sẽ có cái sức bật nha anh chị, có cái sức bật, có cái sự tăng trưởng mạnh nếu như mà cái bờ kè đã hoàn thành. Đó, con đường này đường thông nha anh chị, đường này là đường thông, thông ra lại Xuân Lạc nha. Đó, đây ở đây thì hôm nay thì em có một cái lô này 110m2 anh chị, 110m2. Đó, xung quanh là nhà xây kín rồi nè anh chị, nhà mới lên rất là nhiều nha. Đó, dọc này nhà mới rất là nhiều luôn, dân cư là đang lắp đầy rồi. Cái lô này thì 110m2, 110m2 ngang 5m nha anh chị. Đó, ngang 5m, lô này thì hướng đông nam, hiện tại là đã có ranh giới rõ ràng rồi. Đó, một bên là nhà, còn một bên là đã xây tường lại rồi. Lô này hướng đông nam rất là đẹp anh chị, lô này hướng đông nam rất là đẹp nha. Lô này thì pháp lý là sổ hồng riêng và có thổ cư rồi. Lô này là được 70 thổ rồi anh chị, đủ xây nhà rồi ha. Đó, con đường trước mặt nè, con đường trước mặt đang giáp ranh với lô đất. Con đường đây, lô đất đây, còn con đường giáp ranh với lô đất đây. Con đường này hiện tại thì theo em thấy là khoảng 3,5m ha, rộng 3,5m. Con đường này thì quy hoạch mở rộng 5m, mở rộng 5m nhưng mà không có lấy vào đất mình nha anh chị, không có lấy vào đất của mình. Đó, lô này thì giá thời điểm hiện tại em đi quay á, là cũng còn rất là tốt để đầu tư anh chị, hoặc là mới những anh chị là mua ở đó, thì em thấy cũng còn rất là ok. Hiện tại thì mặt tiền ngoài bờ kè kia, mặt tiền đường Liên Hoa là giá đã 36-37 rồi, 36-37 triệu mét rồi. Ở đây thì lô này thì thời điểm hiện tại tháng 10 em đang đi quay nè, là giá chỉ có 18,5 triệu một mét thôi anh chị, giá chỉ có 18,5 triệu một mét thôi nha anh chị nha. Đó, phù hợp cho anh chị nào có nhu cầu mà mua đất để xây nhà ở an cư lạc nghiệp nha. Nhà khu vực này nhà mới rất là nhiều, hơn nữa các cái tiện ích của xã Vĩnh Ngọc á, xung quanh đây rất là nhiều anh chị. Từ đây mà đi ra lại ủy ban xã Vĩnh Ngọc với lại chợ xã Vĩnh Ngọc á, là chỉ có 500m thôi. 500m là chúng ta đã tới rồi nha anh chị, 500m đã tới ủy ban và chợ rồi. Trên cái đường Liên Hoa này thì có một cái trường tiểu học nữa, một cái trường tiểu học và một cái trường mầm non. Đó, đâm ra là bán kính 500m của nó là khá là đầy đủ anh chị. Chúng ta có trường, chợ, ủy ban, còn trạm y tế xã Vĩnh Ngọc đi ra đường cầu dưới Phú Nông thì đi thêm khoảng 300m nữa là 800m. 800m là chúng ta tới trạm y tế nha anh chị, rất là gần, các tiện ích xung quanh rất là gần. Còn từ đây mà về lại trung tâm thành phố Nha Trang á, thì tầm khoảng 4 cây số thôi, 4 cây là quá gần rồi anh chị. Đó, 4 cây là chúng ta đã tới trung tâm thành phố Nha Trang rồi, quá gần khoảng cách. Đó, nhiều anh chị nhận định rằng đất Nha Trang còn rất là rẻ so với các cái thành phố khác, thì em thấy điều này là đúng đó anh chị. Đó, so với mà tìm một cái mảnh đất mà an cư lạc nghiệp chưa tới 2 tỷ mà gần sông gần suối, cần các cái tiện ích như thế này á, thì còn rất là tốt nha anh chị. Đó, giá còn sử dụng tốt. Đó, 110m2 anh chị xây khoảng 70m2 dựt lên khoảng 2 lầu như cái nhà bên kia. Đó, còn lại chúng ta làm sân vườn, chúng ta làm sân đậu ô tô cũng được. Đường này là đường thông nha anh chị, đường này là đường thông. Đó, đi ra bờ kè á, đang làm á, đi ra bờ kè sông Cái á, là chỉ có 50m thôi, rất là gần luôn anh chị ha. Đó, khu này thì dân cư rất là kín rồi. 1-2 năm trước á, 2 năm trước em bán ở trên đây á, thì dân cư rất là thưa, nhưng mà bây giờ thì trên đây là dân cư đầy rồi anh chị, dân cư rất đầy rồi, nhà mới không à. Đó, hầu hết là nhà mới anh chị. Đó, đường thì đường thông thoáng nha, nên là ô tô sẽ đi thẳng luôn ấy. Đó, nhà mới đây anh chị, xung quanh đây nhà mới rất là nhiều. Đây ô tô đây anh chị. Đó, ô tô vào tận nơi. Đó, nói chung là Vĩnh Ngọc, Vĩnh Thạnh, những cái vùng ven như thế này á, giá rất là tốt rồi anh chị à. Vĩnh Thạnh, Vĩnh Ngọc thế này thì giá này đầu tư và mua ở rất là tốt. Đó, những anh chị nào đầu tư trung và dài hạn á,
thì hướng tới những cái vùng ven Nha Trang thế này, tại vì nó đánh về cái nhu cầu thật là cái nhu cầu mua nhà xây ở, nên là cái nhu cầu rất là thật. À, bán kính 500-700 mét là tiện ích đầy đủ, hơn nữa cái khu Vĩnh Ngọc này là sau lưng khu Vĩnh Điềm Chung, đâm ra là tận hưởng tiện ích rất là nhiều. À, cái bây giờ là cái nút giao thông Ngọc Hội nó hoàn thành rồi, đâm ra là cái việc mà anh và chị di chuyển qua trung tâm bằng cái đường vành đai 2 á, nút giao thông Ngọc Hội nó cũng đơn giản, anh chị ra lại khu Vĩnh đi, ra lại đường A1 và Vĩnh Điềm Chung rồi chúng ta lên nút giao thông Ngọc Hội là chúng ta kết nối qua phường Phước Hải được rồi, nó rất là gần. À, giao thông rất là thuận tiện anh chị. Đó. À, thì hôm nay em có đi một cái review ngắn cho lô đất này cho anh chị xem. Anh chị nào quan tâm cái sản phẩm này á thì vui lòng là kết nối với em qua số điện thoại dưới phần mô tả để em tư vấn chi tiết cũng như là đưa anh chị xem thực tế luôn nha. À, em xin thông tin lại lô đất này là 110 mét vuông nha anh chị, 110 mét vuông. À, hướng đông nam đã có ranh giới rõ ràng rồi, sổ đã có thổ cư rồi, 70 mét vuông thổ cư rồi. Đó. Rất phù hợp cho anh chị nào mà có nhu cầu mua xây nhà an cư lạc nghiệp nha. Đó, em review chi tiết cho anh chị luôn. Đất thì trên đất thì chỉ có cỏ thôi. Đó. Anh chị nào mà mua bên đất ở bên em thì luôn có một cái phương châm là như thế nào ạ? À? Bên em sẽ dọn cỏ cho anh chị. Đó là phương châm của bên em rồi. Nên là anh chị yên tâm ha. Đó, em cảm ơn anh chị rất là nhiều. Anh chị nhớ like và subscribe kênh em nha. Em chúc anh chị một ngày mới thật là nhiều năng lượng, nhiều niềm vui và nhiều sức khỏe. Em Thi xin chào và hẹn gặp lại.